đây có 7 đĩa xong mặt này. Cái này là cái lượng trước. Quy đề BD ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế. 1. Chuẩn bị phòng ở không người. 3. Thông báo 3, 9, 6, 1, 4, 5. Chúng tôi tiến hành là lấy mẫu cho khoảng tầm 1.000, hơn 1.300 người dân. Và chúng tôi chia làm 7 cái điểm, huy động 7 cái quận huyện, trung tâm y tế lên đây để phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm này. Ở đây là cái công tác mà khoanh vùng ổ dịch, như là sàng lọc những cái người mà có nằm trong khu vực ổ dịch. Thì tiến hành là lấy mẫu xét nghiệm xem là cái tình hình mà mình giám sát dịch tễ, cũng như là xem mức độ quy mô của cái ổ dịch này nó diễn tiến như thế nào để có những biện pháp tiếp theo. Thế và sau cái buổi lấy mẫu buổi sáng ngày hôm nay thì như vậy chúng tôi sẽ làm công tác là xét nghiệm luôn. Thế và có thể dự kiến là đến trong đêm là sẽ có kết quả nhỉ. Ổ dịch này thì cũng được đánh giá là một ổ dịch cũng khá là phức tạp. Thế tuy nhiên thì với tính bệnh nhân ở đây thì cũng rất là may mắn là người ta cũng không tính chất nghề là nghề dệt. Tức là người ta không đi đâu nhiều, do một cái quy mô khoanh vùng ở đây nó chỉ là có hơn 1.300 hộ nhân khẩu thôi. Thế thì Ủy ban dân huyện Thường Tín thì đã có cái công bố quyết định là cách ly toàn bộ cái khu vực thôn này đấy, trong vòng 28 ngày. Đấy, và khi mà cách ly như thế thì nhà toàn bộ người dân là trong nhà. Đấy, và chúng tôi anh thấy là chúng tôi ngày hôm nay đang tiến hành là khử khuẩn toàn bộ cái khu vực trong cái thôn này. Đấy, cũng như là hàng ngày chúng tôi là đi đo nhiệt độ để phát hiện những ca bệnh mới, và ngày hôm nay thì lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc. Không người được cách ly theo quyết định số 879 QĐ. Còn đi thay đo mẫu.